Dạ, cho xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị các bạn. Hiện tại thì Trang đang có mặt là ấp Quy Long, xã Thạnh Mỹ, huyện Nhân Thạnh, thành phố Cần Thơ. Hôm nay thì Trang sẽ đến nhà của hai ông bà lụm cây chai nuôi hai đứa cháu ngoại ăn học. Thì Trang muốn định đến tới nhà nhưng mà giờ thì Trang thấy ông với đứa cháu gái đang cầm búa đi đâu kìa, nên Trang lại xem luôn. Này hai ông cháu đi đâu ạ? Đi mằn cỏ hả? Đi bằng cỏ. Dạ. Con chào cô, con chào chú. Giỏi. Ồ, lụm trứng vịt luôn. Con chào chú. Dạ, đây giờ đi đâu chú? Dạ. Nay đi đâu ạ? À? Mần cỏ đang té ba đậu nè. À, ta cho mình nữa đó hả? Ừ. À, giờ thì hai ông cháu lội về, về bộ về hả? Ồ, đây lại lội lẳng sai vậy. Năm nay người ta có cho mặn bờ này không? Cho hết trơn. Cần gió lại đụng tới rồi. Wow. Vậy là công việc hơi nhiều nghe. Hai bên hết á. Công việc nhiều dữ rồi. Nên là nhà đầu tư dữ rồi nghe. Vậy chứ không có tiền làm tí nữa sao giờ. Dạ, bữa hổm mình trồng một mùa rồi không bán được rồi giờ này cũng trồng nữa hả? Ờ. Trời ơi, bên đây ta có cho không? Cho luôn. Mặn nhòn đó. À, vậy là mình trồng 2 mét hai bên thôi nha. 2 mét rồi. Rồi hai ông cháu về bằng gì? Xe đạp chưa? Kìa rồi, lấy xe đạp đi. Hai ông cháu lấy xe đạp đi. À, dạ, vụ mùa của hai ông cháu, gia đình của ông thì cũng tới rồi đó. Thì người ta làm lúa thì ông cũng may mắn được bà thương, bà con ở đây thương tình á, nên là lại sẽ cho đường bà lộ này. À, nhưng mà không biết là có trồng được không, do là cái lộ này có dự án là làm, cho nên đó là đường nhà ông thì nhà nước có kêu ông là dỡ nhà để trả mặt bằng để người ta làm lộ á. Thì ông trồng không biết có đợi tới thu hoạch không là người ta làm lộ á. Nên năm nay ông được người dân hỗ trợ cho hai bên bờ này nữa nè. Nên là ông đang bằng cỏ để mà trồng đậu. Thì cái mùa rồi là trồng nhưng mà không có bán được. Là do bà kể là trồng ngay đậu đá rồi đem ra người ta không có mua. Rồi cái không mua thì để dành ăn. Chứ không có bán được. Nhưng mà Trang hỏi năm rồi trồng không có bán được, năm nay cũng trồng nữa hả? Ông trả lời là cũng vẫn trồng luôn chứ bây giờ làm gì bây giờ. Thấy thương quá à. Giờ hai ông cháu sẽ lấy xe đạp chạy về. Hết thế là bây giờ đã hết mùa nước rồi. Giờ là tới mùa của những bác nông dân chuẩn bị đồng ruộng để mà xả lúa, gieo lúa để mà chuẩn bị cho mùa bội thu nữa, sắp tới nữa rồi. Thì cũng lâu rồi Trang không có ra đồng đâu mà cô chú. Thời hồi năm chắc khoảng là 2 năm trước Trang còn không có xa được cánh đồng, đó là đi bắt cá nè, hái rau nè, rồi mò cua bắt ốc tùm lum hết trơn. Tại cũng kiếm bữa ăn thôi chứ cũng không có bán. Nhưng mà sau này thì Trang may mắn được qua bên làm thiện nguyện á, cũng được nhiều ông bà cô chú anh chị yêu thương và đã đồng hành cùng Trang để làm thiện nguyện. Thì bây giờ Trang không còn săn bắt nữa, cũng không có nấu những bữa cơm. Nhưng mà Trang làm những công việc á, thì Trang thấy những công việc sau này thì vui hơn. Đó là giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, làm cầu, làm nhà. Dạ bây giờ mình về ha. Ông chạy xe của con nhỏ hả? Cái dao đã đeo nguy hiểm không? Cô gớt không? Chắc không gớt đâu ha. Rồi hai ông cháu chạy trước đi, con chạy sau. Sợ để ngoài này mắc cái gì? Đậu xe giấu đó là sợ mắc hả? Ông chạy luôn đi. Dạ, giờ thì Trang đã đến nhà của hai ông bà cùng với hai đứa cháu rồi đó ông bà cô chú. Hôm trước thì Trang đến đây thì nước còn rất là nhiều. Bây giờ thì nước rút xuống rồi. Mà còn may mắn hơn nữa là lần trước á, cô chú có lại xin nhờ Trang là xin 3 mét cái trái ở đằng sau á. Mà trong thời gian Trang chờ đợi tiền của cô chú anh chị hỗ trợ thì cô chú cũng rất là may mắn được người dân địa phương ở đây hùng lại góp tiền để mà cho cô chú cắt 3 mét ở sau rồi. Nên ngày hôm nay thì Trang quay trở lại đây tại có nhà hảo tâm gợi ý là
muốn hỗ trợ cho có cái nhà vệ sinh, có hầm cầu để mà cho đi vệ sinh đó, nó được sạch sẽ hơn, nó được tiện hơn. Nên ngày hôm nay á, Trang lại đây để mà báo tin vui với ông bà cô chú là hai cô chú với hai đứa cháu đã được hỗ trợ cắt cái trái rồi. Còn số tiền mà Trang vận động được á, thì cũng lại hỏi gia đình coi có cắt nhà vệ sinh được không. Còn nếu như không có cắt được thì Trang cũng xin ý kiến của những nhà hảo tâm để mà xem số tiền đó mình sẽ làm gì. Đó, bây giờ chị sẽ đạp về rồi. Còn hôm trước khi mà Trang chia sẻ thì hỏi gia đình đi vệ sinh ở đâu, tại vì không có thấy nhà vệ sinh. Ở đây thì không gọi là nhà vệ sinh mà chỉ gọi là cái nhà tắm thôi. Mình chỉ che cái màn chút xíu để tắm rửa thôi. Còn đi vệ sinh thì ở đây nè. Đây, đi lại đó. Đây, mình đi lại đó mình có thấy không nha. Tại vì cô chú nói là đi ở đây đi vệ sinh nè, là không phải cầu mà cũng không phải hầm nữa. Cô chú nói là cái khoảng đó là ngày nè, sẽ xa nhà cô chú một chút. Thì cô chú có làm cái nhà vệ sinh đi tạm á. Tại vì mình không có nhà vệ sinh mà mình cũng không biết làm sao, tại cô chú cũng không có đất để mình đào cái hầm nữa. Ở đằng này thì có một cái lá mòn nè, chắc là gia đình đi trong đây á. Đạp sao cháu rồi nghe, cháu đi nhanh lắm. Dạ, gia đình nói là đi trong đây nè bà cô chú. Mình cũng không dám làm cầu làm kỳ, mình đi thẳng vô nữa. Đi thẳng vô đó là mình đi thôi. Nhưng mà giờ thì mùa nước nó rất là khó đi. Thôi bây giờ thì mình lại mình thăm hỏi gia đình ha bà cô chú. Dạ thì đây là nhà của hai ông bà cùng với hai đứa cháu ngoại. Thì ở ngoài đó thiết mới đó, là người ta làm được 3 mét thôi mà cô chú. Hôm trước thì cô chú có nhờ Trang là xin phụ 3 mét đó, nhưng mà Trang thì muốn đợi nước giật với lại làm cái nọc cho nó chắc hơn. Nhưng mà cô chú thì xin được một cái đội từ thiện, cũng là từ thiện hỗ trợ cho cô chú được 3 mét ở trên. Thì bây giờ thì số tiền Trang còn lại thì Trang sẽ cố gắng làm cho cô chú cái nhà vệ sinh, giống như là cái may mắn mình gặp may mắn hơn á, thì mình sẽ được nhà cái nhà vệ sinh luôn nha. Còn bây giờ thì Trang mời ông bà cô chú anh chị mình cùng vô trong xem nhà mới của hai gia đình của ông bà với hai đứa cháu. Dạ đây thì khi tới đây là mình sẽ dỡ cái đoạn này ra luôn nè. Chắc nữa cô chú sẽ dỡ làm sao để mình có đường đi ra. Tại vì người ta làm lỗ thì người ta bắt buộc là mình sẽ dỡ tới đây. Người ta cho mình kế hoạch là phải dỡ tới đây, từ đây ra ngoài đó. Còn bây giờ thì từ đây mình mới vô trong nhà của mình. Rồi, bây giờ thì Trang mời ông bà đi vô trong nha. Nhà cô chú thì không có cửa sổ, cho nên là tối thui vậy á. Cô không dám bắt điện, sợ tốn điện á. Dạ được rồi, dạ được. Mình ngồi trò chuyện ở đây thì con chỉ bắt điện ở đây thôi cũng được. Đây, đây là không gian nhà mới ha. Mới mừng dữ lắm, mừng luôn rồi. Mừng dữ lắm luôn hả con? Mừng dữ lắm luôn. Dạ. Ô mà trời, ông bển mà điện qua nói hôm ngày mai qua cái rồi ngủ không được. Ngủ không được, mừng quá rồi. Thôi gần gần lại không anh, hay ngồi vậy được rồi. À vậy được ha. Đây anh Lưng sẽ quay sơ cái căn nhà 3 mét của mình. Nói căn nhà thì nó quá lớn và quá rộng rộ, thì mình nói là mình nói thêm thay vì á, là 3 mét này là cô chú là làm ở hơn trước để nấu ăn hơn trước, thì được hỗ trợ cô chú về nấu ăn hơn sao. Bây giờ thì mình có được cái chỗ ngồi mà phải nói là nó chắc chắn và khang trang nhất ở trong cái nhà rồi. Mừng dữ lắm luôn. Dạ, nếu mà được người ta hỗ trợ được cắt 3 mét rồi thì con sẽ dùng số tiền con còn giữ lại á. Dạ thì trước tiên thì con muốn nhắc lại là con được sự hỗ trợ của ba nhà hảo tâm. Dạ, nhà hảo tâm đầu tiên đó là anh Tra Cúp Lâm, thì anh hỗ trợ đó là 2 triệu đồng, thì con có báo với cô chú rồi. Nhà hảo tâm thứ hai là anh chị Minh Trang ở Mỹ, thì có gửi là 3 triệu đồng. Thì hôm trước thì con có chia sẻ là con nhận được là 5 triệu rồi. Thì con tiếp theo là con nhận được 200 đô của chị Hà ở bên Mỹ. Thì chị mà mua bảo hiểm cho cô chú đó. Thì cô chú cũng vẫn may mắn được chị tài trợ bảo hiểm tiếp tục nữa. Thì tới chừng nào mà tới hết hạn bảo hiểm thì con sẽ đổi bảo hiểm mới nha. Dạ thì chị hỗ trợ 200. Thì thời điểm mà chị hỗ trợ 200 thì con đổi ra tiền Việt được là 100 đô là 2.490.000 đồng. Thì 200 đô thì nó khoảng chưa được 5 triệu. Nhưng mà con sẽ cố gắng cho đủ 5 triệu luôn. Và bù vô đó cho đủ 5 triệu là khoảng là bây giờ hiện tại con giữ cô chú là 10 triệu đi.
10 triệu đó thì lúc đó là con tính là làm cái trái này cho cô chú, nhưng mà cô chú được may mắn là được hỗ trợ rồi thì con sẽ dùng. Do đó sự gợi ý của chị Hà là thấy mình đi vệ sinh không có nhà vệ sinh, hồi nãy thì con cũng có lén chia sẻ cái đường đi để mình đi vệ sinh rồi, mày Mỹ đằng kia đúng không, chỉ có cái lối mòn nhỏ đi vô thôi. Nên là chị có gợi ý cho con là nếu như được sự hỗ trợ rồi thì bây giờ mình cố gắng làm cho gia đình mình có cái nhà vệ sinh. Nghe có nhà vệ sinh mừng không cơ? Mừng dữ lắm rồi. Mừng nhưng mà quan trọng là mình có xin được đất để mình làm không? Nó mình làm ở dưới nhà mình đó, mình cắt qua xích qua bên đó ăn thước cũng được. Không nói gì đó. Tức là làm nhà vệ sinh là mình sẽ đền, làm thay vì con làm nhà vệ sinh là con sẽ đào đúng để rồi. Mình làm cái hầm đúng nhưng rồi. Mà đất của mình ở đây là nằm ở dưới vực, mình không có đào được là mình sẽ xây trên khơi đúng rồi. Rồi mình xây trên đó mình sẽ mượn cái mặt của cái nhà vệ sinh, mình sẽ làm cái nhà vệ sinh luôn. Con sẽ thiết kế làm sao là tiện là mình sẽ dỡ vách này ra mình làm nhà vệ sinh qua đó. Thì nghe cô chú nói mình còn 2 mét qua đó nữa đúng không? Đúng rồi. Cô chú ở đây là ở đậu mà cô chú, nhưng mà cái ông chủ đất hứa là sẽ cho ở vĩnh viễn. Nhưng mà ông đó giờ ông mất rồi đúng không? Chưa, ông bán lại cho người khác. Bán hết cho người khác, bây giờ người khác nên thằng này kế bên bán lại. Lúc trước thì chủ đất thì không có ở đây không. Nhưng mà ông bán lại cho cái người khác, chủ đất thì ở kế bên. Vậy là nói chung là mình cũng may mắn, mặc dù là chủ đất bán rồi nhưng mà cô chú vẫn được ở đây, cái đó là cũng mừng ha. Thì bây giờ nếu như mà được ở đây á, được làm á, thì con bây giờ sẽ báo cô chú là mình được 10 triệu để mà con làm. Thì bây giờ được tin vui như vậy thì con sẽ về tìm thợ, kiếm thợ làm. Do là nhà của mình làm mà mình phải chui dưới sàn, mình chui dưới sàn mình xây, cho nên để con khó quá thì con cũng tìm cái người thợ nào đó dễ dễ mà chịu chấp nhận chui dưới sàn. Làm sạch sẽ lắm, tôi mùa khô rồi tôi quét hết trơn gác này kia rồi. Dạ, ý con nói ở đây là làm khó khăn á, là mình không có đứng được, mình chỉ khom làm hoặc là ngồi làm thôi. Còn nếu như làm ngoài trống á thì mấy anh làm rất là dễ. Thì mình cũng phải thỏa thuận với thợ làm sao họ có đồng ý không. Ta làm cách làm sao, thí dụ như bây giờ mép ở ngoài ra được không, không mấy là mình xích vô trong. Dạ, thì con nghĩ là nếu như làm khơi ở ngoài thì mình làm ở ngoài cũng được, mình khỏi khơm cũng được, nhưng mà phải là quan trọng là cái người thợ lại xác định là làm như thế nào. Mình cũng phải làm cho tiện mình, rồi cũng phải tiện thợ nữa. Để con tìm thợ. Bây giờ thì mùa giật xuống rồi, bắt đầu lú đất lên rồi, cho nó khô khô chút đi. Khô chút nữa hả? Dạ, khô khô cho người ta dễ làm. Dạ, vậy thì bây giờ cứ đợi tìm thợ trong vòng nửa tháng nữa đi, là cứng rồi đó, khô rồi đó. Cho nó khô khô một chút. Con giữ tiền nhà hảo tâm lâu quá con cũng không có chịu được. Dạ, con cũng cố gắng làm thì tìm thợ đi ha, rồi thợ sắp xếp. Đây không phải là thợ là mình hẹn là có liền đâu. Mình phải tìm nữa. Nhưng mà báo thì mình cũng có nhà vệ sinh này ha. Mừng muốn chết, hổ nói là tôi mừng dữ lắm luôn. Có nó cho nó sạch sẽ đồ này kia rồi. Mình đi đứng đồ này kia nó cũng sạch. Dạ. Rồi ở trong nhà đó mình cũng tiện hơn. Dạ, lớn tuổi rồi, hơn 70 tuổi hết rồi. Bây giờ còn khỏe thì mình còn đi đâu được. Nhưng mà đi cũng khó khăn lắm, lách sậy hai bên nha bà cô chú. Không phải là đường thẳng cho mình đi đâu. Rồi bây giờ thì mình được nhà vệ sinh mà trong nhà vậy nữa, càng lớn tuổi. Mừng dữ lắm. Mừng dữ lắm. Rồi thêm hai đứa nhỏ nữa nè. Rồi sao bữa nay hai đứa nhỏ nín thinh nữa ta. Hai đứa ngồi xích ra đây coi. Chuột với gì? Con chuột kia mít. Với sân. Sân chuột hả? Nhưng mà tên ở nhà con kêu con bằng gì? Sân xin qua ngoài chút. Hả? Kêu con Sơn. Bằng gì? Sân nha. Còn chuột ha. Sao không đặt chuột mèo? Tại vì hồi đó mẹ nó đẻ ra thấy rõ tư đó rồi đặt tên chuột rồi kêu tức kêu chuột luôn. Dạ. Thấy Trang cũng hay đi đường này hoài lắm, vậy cũng hết cười lắm. Đi làm cầu á, cái có mấy cô đem lộ bánh trái đồ lại làm cầu đó thì Trang cũng không có khả năng để hỗ trợ cho các cháu nhiều. Thấy các cháu ở với ông bà nè, nên nó là có cái gì thì Trang sẽ gửi cho các cháu cái nấy. Nó không có quý giá gì nhưng mà các cháu rất là vui. Vui không? Được vui không? Vui ở đây là không phải là món ăn mà vui, mà là được sự quan tâm đó mà cô chú. Trang hiểu điều đó, cho nên là nếu như có tiện thì Trang cũng cố gắng ghé thăm gia đình. Mặc dù là món quà không quý nhưng mà cũng mừng lắm. Gặp là mừng à. Hôm nay con học buổi gì? Dạ, học buổi sáng buổi chiều. Buổi sáng buổi chiều ha. Hai buổi luôn hả? Dạ. Vậy là hồi nãy các con đi học về đó hả? Dạ. Đi học về là đi ra đồng đi dạ, với ông chồng dạ, đậu ha. Dạ. Sắp sửa chồng đậu mùa rồi không bán được, mùa này cũng cố gắng. Ông cũng đòi nữa kìa, ông đòi chồng nó học cực khổ muốn chết thằng bán không có được rồi. Mà chồng nó ở không cũng mua. Nghĩa hả?
Thôi vậy thôi chồng đi, mai mốt con cũng bán trong chợ nữa nè. Nếu như có gì mà bán không hay mua thì con cũng cố gắng con đem ra chợ con bán giùm cho. Cảm ơn. Để nhà đầu tư lớn đi ha, đi bán giùm. Cực khổ muốn chết, tới nước mà mùa kia ha, tới nước muốn chết. Rồi 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 hai đứa con lần trước là được chú trai cấp 5 hỗ trợ tiền mua quần áo và tập sách là mua chưa? Được rồi. Rồi còn dư được bao nhiêu bỏ con heo chưa? Được rồi. Con heo bự chưa? Bằng thịt được chưa? Chưa. Chừng nào mà chưa bự luôn. Tết mới mà nhá. Chừng nào mặn nhớ cho cô Trang hay với nha. Dạ. Cô Trang theo ông bà nữa, lần con heo của con là mặn chia được bao nhiêu thịt nữa chứ. Thôi thì đến đây thì thăm hỏi gia đình mà báo tin vui với ông bà cô chú là mình cũng có được cái ở sau này nấu ăn rồi cái tiếp rồi ha. Cũng mừng rồi. Thì bây giờ con sẽ về liên hệ với thợ. Rồi như cô nói thì chậm chậm thì con tìm thợ trước đi, rồi thỏa thuận giá cả với thợ. Xong rồi thì con sẽ tiến hành làm cho mình có cái nhà vệ sinh. Cho nên từ đây tới Tết là mình có nhà vệ sinh là yên tâm ha. Với lại con cũng... Tôi có ngày ở nhà tôi buồn, đi ra thì không cho ngộn ngốc vậy đó. Tôi đi làm bẫy ba cái cỏ rồi nhậu rồi. Thấy thương quá ha. Ở nhà buồn thì tôi ra ngoài ruộng tôi ngồi trong ngốc kìa. Mặn cỏ rồi dùm cho người ta. Thôi còn mặn được là còn hạnh phúc ha. Ông thì ông lớn tuổi hơn ông ngoại con nữa. Chú là hiện tại là ông bao nhiêu tuổi chú? 77 hả? Không có 72 à. 72, vẫn lớn hơn ngoại. Ngoại của Trang chỉ có 70 thôi. Nhưng mà sức khỏe ngoại con thì yếu hơn ông nhiều. Cũng mỗi người mỗi số. Như chú ông ở đây thì gánh nặng đủ thứ hết. Lo gia đình, ăn uống, các cháu đi học nữa. Lo động tránh đi. Tôi giờ tôi mệt, ít có đi làm gì. Mệt quá đi không nổi. Lao động chánh thì ra ruộng ngồi không mà chè. Ra mặn cỏ này kia rồi ra đậu. Rồi cá tới giờ vài bữa đi thục cá. Bắt chưa? Bắt cá chưa? Bơm động rồi đó. Bơm động mà chưa, cỡ này nó thuốc mà chết. Chết hết rồi. Để chừng nào nó khô chút mới bắt được. Rồi ông cháu đi học rồi về đi thục cá. Sắp sửa vô vụ rồi. Sửa đi thục cá nữa rồi. Dạ. Không dạy thì đi bắt cá, mấy cá chết đó rồi về mần khô kìa. Có được khô luôn rồi ha. Đâu mần được đó. Cái gì vậy cho con xem thử coi. Đây. Cũng hiếu kỳ mặc dù không ăn. Đây. Cá chè dinh với cá vô phi. Cá vô đồng hay gì vậy? Không, vô phi vậy. Cá vô phi nó có đồng. Rồi bây giờ mình mua dưa leo về cái bắt đầu cái làm gỏi. Dạ. Thấy chứ cá đồng là ngon nhất luôn á, ngon lắm. Vớt mà thẻo qua bỏ xương hết luôn, mình còn thịt không á? Còn thịt không ạ? Dạ. Thẻo hết trơn, thẻo sạch sẽ hết rồi. Ở quê á thì mặc dù là cuộc sống nó không có đủ đầy nhưng mà được có cái là cá mắm mình chịu khó nha. Cái này chịu khó mà xách cái thùng đi ra ngoài bắt là nó không có nhiều như hồi xưa thôi nhưng mà cũng có kiếm ăn được. Kiếm ăn được. Dạ. Biển nhiều thì mình kho nước, còn ít thì mình kho khô. Chăn ngày qua với xong rồi với Hào thì được con cá chê rồi khô khô cả. Đó, có ăn rồi đó. Chăn qua với được con cá chê rồi khô khô. Dạ, thôi cũng mừng ha. Thôi bây giờ con báo tin vui gia đình mình có nhà vệ sinh yên tâm rồi đó. Rồi, dữ lắm luôn rồi. Thôi vậy thôi giờ cô chú gửi lời cảm ơn ba nhà hảo tâm đi ha. Bây giờ mình chưa cắt nhưng mình cảm ơn trước đi, vui rồi. Đây. Cảm ơn mấy nhà hảo tâm lắm ạ. Vậy cảm ơn mấy nhà hảo tâm với chú. Vậy không ráng lo làm ở nhà mình cũng buồn ngồi hoài chịu không nổi. Rồi giờ lo làm giàu nổi không? Đi ra làm cỏ đồ ngồi vậy đó. Giăng nắng rồi chơi thôi vậy tôi cũng cảm ơn nha. Dạ. Rồi không còn cái gắn nào luôn. Còn đâu còn. Vậy tôi xin cảm ơn ba nhà hảo tâm nha. Cất cho tôi được cái nhà vệ sinh đó hả, mừng dữ lắm, mừng luôn. Hồi đó tới bây giờ á, về đây gần 10 năm rồi ha, tại là ông cháu bà cháu gì đi toàn là đi bậy bạ không à. Thành ra nó không có sạch sẽ được. Bây giờ mà hôm mà cho rồi mà hẳn là ngủ không được luôn. Nói thôi, rồi tôi nói với ổng, tôi nói thôi người ta hứa cho nhà hảo tâm cho cái nhà vệ sinh đó. Ổng nói cho vậy người ta nói mà tao có cho không? Nó không biết. Để nữa coi nước cạn coi sao. Tôi cảm ơn dữ lắm. Đây là yên tâm nha, ta có quay video ta làm chứng nè chàng, chứ đâu có lâu mà sao lạ đâu. Cảm ơn dữ lắm đó. Dạ. Rồi giờ hai chuột nè, chuột chứ lại Xuân nè, có gì nói với chú cha cấp 5 không? Con heo con bay lớn rồi. Heo lắm. Con heo của con bay lớn con nói. Con heo của con vừa vừa hà. Vừa vừa chứ vừa lắm.
rồi nói chưa đủ thịt. Đủ thịt rồi chừng nào mà thịt tết mới đủ đủ mặn. Tết đủ mặn không biết là mua được mấy bộ đồ nha. Ta người ta đã dành đó để tết người ta mua đồ tết đó. Từ hồi ấy tới giờ chưa có mua bộ nào, đứa nào bộ nào hết trơn. Đâu đâu ôm con heo ra thử coi bé lớn rồi, một đứa đi thôi. Ôm hai con ra coi. Coi cô chú thấy bự bé lớn rồi. Heo nuôi dưới sàn. Heo ở trong chuồng mà. Rồi chết rồi, xong rồi nha. Chuyến này là người ta thấy hai con để đâu hết trơn rồi đó. Đi vào các chỗ khác nha. Cái này phải che đậy rồi lại giữ nha. À, ôi. Để cho nó ngồi đàng hoàng. Trời ơi, mặt đồ dơm đồ đàng hoàng. Nè Lương nè. Cái này ai vẽ chân mày cho nó à? Nhà con chuột. Thật rồi. Vẽ mày vẽ mắt. Im phong đồ dữ ha. Để coi cầm coi nặng nặng chưa. Ủa có thấy gì đâu ta? Vàng trống hay gì hết. Mấy cục đá cho nó. Gì hả? Nó trong rồi. Hình như của chuột nặng hơn ta. Tiền mà đưa biết nặng nhẹ vậy. Không, nặng nhẹ thiệt. Nó là nặng hơn chắc để tiền lẻ nhiều quá. Nặng hơn thiệt, đâu không tin con cầm nữa rồi. Không phải cô Trang nói dốc đâu. Mà con heo của em nặng hơn con heo của con nè. Đúng không? Nặng hơn thiệt đúng không? Thấy không bà? À, cầm thử rồi. Chắc là heo của con chuột nặng hơn. Cái này cũng đứt ruột hay gì đâu rồi nha. Không có ruột hay gì á. Rồi, mừng hết rồi he. Rồi bây giờ mình chào ông bà cô chú đi. Rồi video tiếp theo nữa con đến nhà thì ngày đó thì con lại là làm cho mình luôn đó. Rồi con sẽ dắt họ lại xem đó. Bây giờ mình chào ông bà cô chú nha. Chào ông bà cô chú. Hẹn ông bà cô chú mình chào hết nha. Dạ, mình hẹn ông bà cô chú anh chị vào video tiếp theo nha. Xin chào ông bà. Hai con cũng về luôn nha. Lúc nào đến đây thì cũng vui hết gặp cô chú rồi.